với vị trí siêu đắc địa tọa lạc tại số 44A10 Glesimco, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội thì các bác có thuộc team mù lường cũng tìm ra cực dễ nha. Với vị trí nằm ngay ở cửa ngõ phía tây của thủ đô Hà Nội, gần trục đường cao tốc Đại lộ Thăng Long và tỉnh lộ 432 đi qua, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận. Nếu quý khách hàng là cư dân của Vinhome Smart City thì chỉ cần đi thẳng đường Thiên Phúc về phía cổng chào Nam An Khánh. Tại đèn xanh đỏ, các bạn chỉ cần nhìn sang bên phía tay trái là thấy chi nhánh của sửa chữa laptop 24 giờ rồi. Còn nếu các bạn đi từ Đại lộ Thăng Long đi vào thì chỉ cần rẽ vào đường Lê Trọng Tấn, đi thẳng khoảng 700m nữa là các bạn sẽ thấy ngay cơ sở của sửa chữa laptop 24 giờ khang trang rồi nhá. Chi nhánh An Khánh sở hữu mặt tiền rộng rãi thoáng mát, anh em sẽ không phải lo về chỗ đậu xe. Từ xe đạp đến ô tô, cơ sở đều có chỗ cho anh em hết. Còn bây giờ thì anh em hãy theo chân mình vào khám phá chi nhánh nhá. Gọi các anh kỹ thuật viên của sửa chữa laptop 24 giờ là ghế, vì các anh chất không phải bàn. Chi nhánh An Khánh sở hữu dàn kỹ thuật viên uy tín, kinh nghiệm dày dặn từ phần cứng tới phần mềm. Với các anh kỹ thuật viên của sửa chữa laptop 24 giờ, lỗi lớn là lỗi nhỏ, mà lỗi nhỏ chính là không lỗi. Vì máy nào lỗi các anh cũng xử lý một cách ngon ơ. Các chị em ngại mang máy đi sửa bên ngoài vì lo chặt chém hay là lút đồ thì tới đây. Chị em cứ yên tâm vì tụi mình sẽ được xem trực tiếp quá trình sửa, lấy ngay trong vòng 1 giờ. Kỹ thuật viên thì luôn báo giá trước khi sửa cho mình luôn. Ngồi đợi sửa chữa lâu ở đâu thấy chán, chứ không phải là ở sửa chữa laptop 24 giờ đâu nhá. Ở đây wifi này càng đét, chỗ ngồi thì thoải mái, nước uống bánh kẹo thì đầy đủ, luôn được review liên tục để phục vụ mọi người mà. Các bác team công sở tan làm muộn mà muốn đi sửa chữa, vệ sinh bảo dưỡng máy thì đừng lo, vì cơ sở sẽ mở cửa từ 7 giờ 10 đến 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật cơ. Suy nghĩ gì nữa mà không đặt ngay lịch sửa chữa, xách xe lên và phi ngay đến sửa chữa laptop 24 giờ tại số 44A10 Glesimco, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh để tân trang cho bạn yêu của mình ngay thôi nào.